Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh của Duy. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục với cái series về khám phá những cái tính năng trên dòng xe Volkswagen và cũng như là hướng dẫn sử dụng các cái tính năng đó. Thì trước mặt mọi người đây chính là cái dòng xe Teramon. Đây là dòng xe hot nhất hiện nay ở đối với cái dòng phân khúc là SUV 7 chỗ lớn nhập khẩu. Thì chúng ta cùng nhau khám phá cái tính năng Smart Key trên cái dòng xe này. Đó, trên tay Duy đang cầm cái chìa khóa của dòng xe Teramon và chúng ta xem cái chìa khóa này, những cái tính năng trên cái chìa khóa này nó có thể thực hiện được những cái chức năng gì trên cái dòng xe này nhé. Thì đầu tiên Duy sẽ như trước mặt mọi người thấy thì hiện tại trên chìa khóa này sẽ có 3 nút là lock cửa, mở cửa và mở cốp. Thì đây là 3 nút hiện hữu. Còn những cái tính năng ẩn sâu bên trong nó như thế nào thì Duy cũng giới thiệu luôn cho mọi người. Thì thứ nhất là nó có một cái chức năng là xuống kính tất cả các kính khi mình ngồi ở trong nhà, tức là trước khi mà mình đi trên xe thì mình muốn giải tỏa cái nhiệt trên cái xe thì mình phải xuống kính hết. Thì sử dụng như thế nào thì mọi người làm theo gì thôi, nhấn mở khóa và nhấn giữ là tất cả các kính của xe sẽ được mở xuống. Đó, đó là một cái tính năng. Còn lên kính thì sẽ như thế nào? Thì làm ngược lại, nhấn lock cửa và nhấn giữ. Khi mình buông ra chỗ nào là kính dừng chỗ đó. Đó. Còn nếu mà mình nhấn giữ luôn thì kính sẽ lên hết. Đấy, như gì làm thôi. Nhấn giữ. Đấy là lock cửa hết. Thêm một cái tính năng nữa trên dòng xe là tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên các tay nắm cửa của cái dòng xe T1, gì Volkswagen Teramon này thì nó đều có cái chức năng là một chạm hết, tức là cảm biến trên tay nắm. Thì khi mà mình lock cửa mình chỉ cần quẹt cái này ngang thôi là cửa nó sẽ lock, nó sẽ báo qua đèn này. Đấy, còn nếu mà mình muốn mở cửa mình chỉ thọt cái tay vô giữa này thôi, đó là cửa sẽ mở, mình mở ra thôi. Đó, thì chìa khóa mình cũng không cần phải đứng ra mình bấm đâu, mình để trong túi thôi. Đấy là cái tính năng và nó được trang bị trên 4 cửa luôn, chứ nó không phải là 2 cửa như một cái số dòng xe khác nữa, hoặc là như mẹt thì hẳn không có tính năng này. Đây là một cái điểm cộng cho cái dòng Teramon này. Còn đối với cái phần cốp xe thì như thế nào? Để thực hiện mở cốp xe thì chúng ta chỉ cần là nhấn giữ cái nút bấm trên cái cốp xe này thôi. Đây, như gì? Nó sẽ nhận tín hiệu bằng chớp hai đen và cốp điện sẽ được mở lên. Đấy. Có cái điều đặc biệt hơn trên cái dòng Teramon này là nó sẽ không được cái trang bị cái hệ thống là đá đóng mở cốp, tức là mình lại gần để mình đá chăng, tức là mở cốp gảnh tay á. Nhưng mà đối với dòng xe Teramon này nó sẽ trang bị trên nút bấm cho mình luôn. Đây, mình có thể đóng cốp bằng nút bấm. Thì nhưng mà có cái điều lưu ý hơn là khi mà mình đóng cốp thì mình phải mở khóa xe mình mới đóng cốp được, chứ nếu mà để lốp xe thì không đóng cốp được. Đấy, mở khóa xe xong nhấn giữ cái nút này cốp sẽ xuống lại. Đây, mở khóa xe cốp sẽ xuống, nó sẽ nhận tín hiệu và nó sẽ xuống. Đấy, cốp sẽ xuống. Là khi mình phải mở cửa xe, mình lock nó cốp nó mới xuống nha các bạn. Đấy, đó là một số cái chức năng trên cái chìa khóa Smart Key của dòng Volkswagen Teramon. Thì nó chỉ cái tính năng mà đóng đóng cốp thì nó được áp dụng trên Teramon thôi. Còn những cái tính năng còn lại thì mình có thể sử dụng được trên cả cái dòng T1 luôn nha mọi người. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu về xe hay có thắc mắc gì hãy gọi trực tiếp cho Duy hoặc là gọi vào cái số hotline bên dưới hoặc để lại cái bình luận ở phía dưới cái video này, Duy sẽ hỗ trợ cho mình nha tất cả mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem video này. Hiện tại thì xe Teramon của Duy đang có sẵn giao ngay và xin mời tất cả mọi người cùng trải nghiệm ở những cái video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.